Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định mới đây đã đồng ý chủ trương nâng cấp hệ thống chiếu sáng sân vận động Quy Nhơn để đáp ứng yêu cầu của VPF. Đây sẽ là lần thứ hai dàn đèn này được nâng cấp trong 2 năm qua. Đầu năm 2022, dàn đèn sân Quy Nhơn đã từng được làm mới với công nghệ chiếu sáng hiện đại. Tuy nhiên, dàn đèn mới của sân vận động này chỉ có độ sáng 900 lux, trong khi yêu cầu về ánh sáng của các sân vận động tại V-League đã được VPF nâng lên 1.200 lux từ mùa giải này, nên sân vận động Quy Nhơn chưa đáp ứng được. Vì vậy, cách đây không lâu, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định đã có văn bản gửi VPF xin đổi giờ thi đấu các trận trên sân vận động Quy Nhơn mùa giải 2023-2024 đá vào lúc 16:30 thay vì 18:00. Nếu VPF không đồng ý, đội bóng đất võ buộc phải tìm một sân khác đủ điều kiện làm sân nhà. Tuy nhiên, nếu quá trình nâng cấp diễn ra đúng tiến độ, người hâm mộ đội bóng đất võ sẽ lại được cổ vũ đội nhà ngay tại sân Quy Nhơn trong khung giờ quy định. Dự kiến, sau nâng cấp dàn đèn của sân Quy Nhơn sẽ có độ sáng 1.500 lux. Trong buổi lễ xuất quân tham dự mùa giải 2023-2024, tân chủ tịch câu lạc bộ Đà Nẵng Lê Văn Hiểu đã trình bày một kiến nghị mà có lẽ là số đông người hâm mộ bóng đá sông Hàn mong mỏi từ lâu, đó là đổi tên sân vận động Hòa Xuân thành sân vận động Chi Lăng. Theo ông Hiểu, sân nhà của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng vẫn chưa được đặt tên, Hòa Xuân chỉ là tên dự án mà nhà thiết kế trước đó đã ghi. Ở thời kỳ cực thịnh của câu lạc bộ này, cái tên Chi Lăng như một biểu tượng, nhân chứng ghi lại những mốc son chói lọi của bóng đá sông Hàn. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng chuyển sang sử dụng sân Hòa Xuân từ V-League 2017, trong khi đó sân Chi Lăng phải đóng cửa để phục vụ điều tra và đã xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng. Ở thời điểm này, với nhiều người, Chi Lăng chỉ còn là cái tên. Có mặt tại lễ xuất quân của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, đã tiếp nhận kiến nghị này và sẽ trình bày với lãnh đạo thành phố để xem xét một cách nghiêm túc nhất. Indonesia đang thảo luận với Australia về khả năng cùng chạy đua đăng cai World Cup 2034 cùng với Malaysia và Singapore. Đây là thông tin được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, PSSI Eric Thohi chia sẻ mới đây. Liên đoàn bóng đá Australia cũng cho biết họ đang tìm hiểu khả năng đấu thầu quyền đăng cai FIFA Club World Cup 2029 hoặc FIFA World Cup 2034. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á cho biết sẽ không bình luận về thông tin này. Còn Liên đoàn bóng đá Malaysia xác nhận sẽ ủng hộ Ả Rập Xê Út cho cuộc chạy đua này. Trước đó, FIFA đã mời các thành viên từ châu Á và châu Đại Dương tranh cử quyền đăng cai World Cup 2034. Hiện tại, Ả Rập Xê Út là quốc gia đầu tiên chính thức xác nhận sẽ tham dự cuộc đua này và họ cũng được AFC công khai hậu thuẫn. Hôm qua, sân vận động Biêu Kịch Dơ Linh đã chính thức làm lễ khánh thành mặt cỏ mới của sân vận động này. Mặt sân mới của Biêu Kịch Dơ Linh sử dụng cỏ Zeon Yosia, loại cỏ được đánh giá rất cao về chất lượng ở thời điểm hiện tại. Kinh phí cho đợt cải tạo này là 4,7 triệu ringgit, trong đó 2,2 triệu cho mặt cỏ và 2,5 triệu cho các máy móc phục vụ việc chăm sóc cỏ. Một vườn ươm rộng 9.000m2 cũng được xây dựng để có thể thay thế cỏ khi cần thiết. Toàn bộ kinh phí cho đợt cải tạo này do Thái tử Bang Johor, Tunku Ismail Ibrahim tài trợ. Mặt cỏ mới của sân vận động Biêu Kịch Dơ Linh sẽ bắt đầu được sử dụng tại giải bóng đá giao hữu MEDK Cup 2023, khởi tranh từ hôm nay.